Con thấy Đức Phật có thể độ được rất nhiều người, nhưng tại sao lại nói Như Lai không thể độ được người vô duyên? Vô duyên ở đây được hiểu như thế nào? Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Ngài đã tu tập rất nhiều A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật được, nên Ngài biết rất nhiều chuyện, nhưng vì sao khi có những người ngoại đạo hỏi Pháp thì Ngài không trả lời? Cái duyên đó là gì? Cái duyên tức là có điều kiện, có sự liên kết, có sự dính dáng tới. Có những người họ không có duyên với Đức Phật. Tức là họ không có tạo cái phước nào mà nó dính dáng tới Phật, hoặc là dính dáng sự giải thoát giác ngộ. Hoặc là tạo điều kiện để cho Đức Phật có thể giúp họ. Xin lấy ví dụ như cái điều kiện để mà một cái một cái đứa học sinh ấy mà nó lên lớp là nó phải giỏi được những cái môn học phổ thông, ví dụ như những môn thi như toán, lý, hóa, sinh sinh sử địa, tiếng Anh chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái đứa đó nó không có học và nó không có giỏi, nhưng mà nó có thể nó giỏi những chuyện khác, ví dụ như nó giỏi vẽ. Sư không nói đó là một cái đứa vô vô tích sự nha, vô ích nha. Ví dụ như nó giỏi vẽ, hoặc là nó giỏi làm nghề nông, hoặc là nó giỏi những cái nghề thủ công mỹ nghệ, nhưng mà rõ ràng đấy nó không đáp ứng được cái yêu cầu để thi tốt nghiệp. Tức yêu cầu thi tốt nghiệp anh phải giỏi, anh phải có kiến thức về toán lý hóa rồi sinh sử địa tiếng Anh, nhưng mà nó không có những kiến thức đó, mà nó không gọi là nó không có duyên với cái bằng tốt nghiệp đấy. Hoặc là để quý vị có thể nghe được một cái buổi vấn đáp ngày hôm nay thì quý vị phải có thiết bị để quý vị online, ví dụ như là điện thoại hoặc là máy tính, rồi sức khỏe của quý vị vẫn phải ổn, sức khỏe của sư vẫn phải ổn, rồi phải rất là nhiều thứ mà quý vị không có đầy đủ những cái điều kiện đó. Ví dụ như quý vị không có điện thoại, không có máy tính thì quý vị không thể nào mà quý vị nghe cái buổi vấn đáp này được. Thì khi đó sư với quý vị cái buổi vấn đáp này với con người đó là vô duyên, tức là họ không đáp ứng được những cái điều kiện cần và đủ, thì đó là vô duyên. Cũng vậy trong trường hợp này, cái chúng sanh đó không đáp ứng được những cái điều kiện cần và đủ để Đức Phật có thể giúp thì Ngài không giúp được. Nha. Đấy, cho nên vô duyên ở đây được hiểu là cái chúng sanh đó không đáp ứng được cái yêu cầu, cái điều kiện cần và đủ để Đức Phật có thể giúp. Ví dụ như chúng sanh nó bị điên khùng thì không đủ điều kiện, hoặc là chúng sanh nó sanh làm cái loài súc sanh, hoặc là đi địa ngục, hoặc là sanh về cõi trời vô sắc, thì như vậy là cũng không có duyên đấy, không có duyên để Đức Phật độ chứng đắc đạo quả.